Chào cô chú anh chị nha. Thì cái máy cắt bê tông, cắt gạch, cắt đường này thì cắt sắt cũng được luôn. Thì em cũng giới thiệu nhiều rồi. Thì nói chung thì hàng bãi thì nó có hên xui là mình sẽ gặp, mình nhập được những cái lô hàng giá nó ổn, giá nó tốt. Thì mới chia sẻ được cho mọi người cái giá nó tốt nha mọi người. Còn ví dụ như nếu mà nhập thường ngày á, thì nó sẽ, cái giá nó không có, nó trở lại cái giá của thị trường á, thì nó sẽ không có giá tốt như em bán bây giờ đâu. Và nó, cái công dụng của nó thì nó rất là hữu ích trong gia đình ha, hoặc là mình đi làm thuê cũng được. Ví dụ ở gia đình mình cắt cái nền gạch hoặc là nền cắt cái trụ bê tông hay là cái gì đó, nó rất là hữu ích nha mọi người. Vì giá thành em bán ra nó phù hợp với mọi người mua, thì mình không phải đi mượn, đi nhờ hoặc là đi thuê hay mọi người đó. Thì máy đều là máy nguyên bản của Nhật Bản, nó về bãi theo cái đường container thì em sẽ nhập về sau và em bán vậy à, về mình tự vệ sinh nha mọi người. Cái này là em chỉ xịt cái vỏ bên ngoài cho nó dễ nhìn thôi à, hết lớp bụi thôi. Em đi vào con máy nha, và em nói luôn là em không có ship thu hộ, không có ship code, không có đặt cọc gì cả, mua đều phải thanh toán hết tiền hàng thì em mới gửi hàng nha mọi người à, mọi người xem theo dõi cái chỗ bán để mình mua. Còn mình không theo dõi thì tốt nhất mình đừng có mua. Tại vì mình theo dõi thì mình mới có đủ tin tưởng để mình mua hàng của người ta ha, để tránh những trường hợp người ta lừa mình lấy tiền và người ta không giao hàng nha. Rồi trong này vẫn là cái dòng này nha mọi người, Echo Kirik. Đẹp lắm nha mọi người. Ốc này thì nó kêu là chưa có bung nha, hàng là nguyên bản chưa bung. Ốc này là ví dụ như nó kiểu như nó bà bãi thì con ốc nó tự hen thôi, có nghĩa là có cái lớp sỉ thôi, chứ mình không có đụng vào trong đó nha. Máy thì còn rất là sáng, tem mát còn rất là đầy đủ nha, mã QR rồi, mã code rồi tùm lum, 673SL nha mọi người. Lóc máy nè mọi người, mọi người tự hiểu chứ, cái này lóc máy vệ sinh ra như mới luôn. Hơi thì miễn bàn nha mọi người, hơi thì miễn bàn. Thì cái giá nó em vẫn để cho mọi người không đổi nha, 1 triệu một cây nha mọi người, giá thì rất là tốt. Giá này còn rẻ hơn cả giá sỉ luôn nha mọi người. Đó, để nói cho anh em biết. Rồi con số 2 này, tem đỏ nha. Tem này thì do tại chất máy á, chất đông đóng thì nó cạ nó cay bình thường thôi. Rồi chất lượng. Mặt tiền vệ sinh ra đẹp nha mọi người. Đây là còn lớp bẩn thôi, lớp đất bẩn. Tại em không có vệ sinh đâu nha, em chỉ xịt sơ thôi. Con này mã y chang con kia ha. Lốc máy đẹp nha, về vệ sinh ra nha mọi người ha. Máy rất là đẹp. Dòng này nó đều có bơm sưng phụ hết nha mọi người. Ui, hơi nè mọi người. Em nói chung là những dòng này nó như mới vậy. Con máy nó dùng không được bao nhiêu lần, như mới vậy. Nó có xả áp nha, muốn giật nhẹ thì mình nhấn vào đó. Long lanh long lanh. Rồi ở máy nó không có lưỡi nha mọi người, lưỡi về tự mua. Con này vẫn để giá mọi người 1 triệu nha. Nói chung là số lượng nó không có nhiều đó, nhưng mà được cái lô này em nhập nó rất là tốt nên là mới có cái giá này cho mọi người ha. Rồi anh em nào mua thì chốt thôi nha, không em không có bớt nha mọi người đó.